Chào các bạn, hôm nay chúng ta đến cống Kim Cúc, chúng ta coi cảnh mở cống các bạn. Thì cống ta mở 7:30 nha. Các bạn thấy các phương tiện chúng ta đang di chuyển ra luồng chính các bạn ha, để chuẩn bị chúng ta xuất phát. Các bạn thấy phương tiện rất là đông ha. Các phương tiện nhỏ như bỏ lại chúng ta di chuyển trước. Phương tiện rất là đông nha. Các bạn thấy cống chúng ta đang hạ xuống các bạn. Các bên thì mình xả cống rồi đó. Chứ mực nước trên đợt này không cao đâu. Các bạn thấy các phương tiện chuẩn bị chưa, thấy sẵn sàng hết rồi đó. Các bạn thấy miệng cống ta đã hạ xuống rồi các bạn ạ. Đứa này thì là sẽ cao các bạn nha. Các cái bọn lãi chúng ta đang di chuyển vào cửa sông. Các bạn thấy cái vỏ chạm chúng ta đặt ngay gần cái mũi phiên dịch này. Chúng ta hôm nay xà lan chúng ta sẽ di chuyển phía sau ha. Ôi đừng có che hết nè, đủ đủ quá. Bạn thấy cái phương tiện chúng ta đang đứng trước miệng cống nha. Các phương tiện này chưa có lệnh xuất phát thì chúng ta còn đang đợi các bạn. Máy chúng ta hụ ga sẵn sàng hết rồi đó. Không biết có nguy hiểm gì xảy ra nhưng mà thấy chen chúc quá trời luôn các bạn. Các phương tiện rồi xuất phát các bạn ơi. We'll be right back.
đông vào lắm. Chị cái phương tiện để chúng ta di chuyển.
Rồi các bạn thấy hai cái chiếc ghe chúng ta ghe cua cái đầu các đường chính các bạn. Được xà lan dưới nó đưa lên hai cái phương tiện ta va vào nhau. Ai cũng muốn dành qua trước hết trơn các bạn. Xà lan chúng ta mực nước là 2m2 nha. Đó, bạn thấy cái ghe chúng ta cắt mặt ngang đó rồi chuẩn bị các bánh xe chúng ta tránh cái va chạm các bạn. Vượt cống chúng ta đang dồn về phía trước chưa có di chuyển được nha các bạn nha. Rất là đông.